Cập nhật danh sách Quý Đức Cha Việt Nam còn sống tính theo tuổi năm 2020. Một Đức Cha Paulo Maria Cao Đình Thuyên, khẩu hiệu cùng chịu đóng đinh vào thập giá Đức Kitô, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo Phận Vinh, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1926, được 94 tuổi. Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần, khẩu hiệu Giới Luật Mới, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo Phận Long Xuyên, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1927, được 93 tuổi. Ba, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Trung, khẩu hiệu Ngài yêu tôi, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo Phận Kon Tum, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1927, được 93 tuổi. Bốn, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, khẩu hiệu khiêm tốn phục vụ, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo Phận Đà Nẵng, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930, được 90 tuổi. Năm, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, khẩu hiệu Như Thầy Yêu Thương, chức vụ Hồng Y nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên giám mục phó giáo phận Mỹ Tho, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1934, được 86 tuổi. Sáu, Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, khẩu hiệu để cho trần gian được sống, chức vụ nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Huế, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935, được 84 tuổi. Bảy, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, khẩu hiệu Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy, chức vụ nguyên giám mục giáo phận Quy Nhơn, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936, được 84 tuổi. Tám, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tước, khẩu hiệu yêu rồi làm, chức vụ nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937, được 83 tuổi. Chín, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, khẩu hiệu Ngài phải lớn lên, chức vụ Hồng Y nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, được 82 tuổi. 10. Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, khẩu hiệu Cha Chúng Con, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1938, được 82 tuổi. 11. Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, khẩu hiệu Tất Cả Vì Tình Yêu Đức Kitô, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1940, được 80 tuổi. 12. Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, khẩu hiệu Như Một Người Phục Vụ, chức vụ nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Huế, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940, được 80 tuổi. 13. Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, khẩu hiệu Hiền Lành Và Khiêm Nhượng, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942, được 78 tuổi.
14, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, khẩu hiệu vâng lời và bình an, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1942, được 78 tuổi. Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, khẩu hiệu phục vụ trong đức ái, chức vụ nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943, được 77 tuổi. Đức Cha Joan Maria Vũ Tất, khẩu hiệu sự thật trong yêu thương, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944, được 76 tuổi. Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, khẩu hiệu để tất cả nên một, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1944, được 76 tuổi. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, khẩu hiệu ngài đã yêu thương họ đến cùng, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944, được 76 tuổi. Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, khẩu hiệu xin vâng, chức vụ nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1944, được 76 tuổi. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, khẩu hiệu sự thật và tình yêu, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Vinh, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945, được 75 tuổi. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, khẩu hiệu này là mình thầy, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945, được 75 tuổi. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, khẩu hiệu hãy cho tôi các linh hồn, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1946, được 74 tuổi. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, khẩu hiệu tình thương và sự sống, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1947, được 73 tuổi. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, khẩu hiệu xin cho họ nên một, chức vụ tổng giám mục tổng giáo phận Huế, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949, được 71 tuổi. Đức Cha Stefano Chi Bửu Thiên, khẩu hiệu đến với muôn dân, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1950, được 70 tuổi. Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, khẩu hiệu tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi, chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951, được 69 tuổi.
27, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, khẩu hiệu Vâng nghe Thánh thần, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952, được 68 tuổi. Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, khẩu hiệu Lòng mến trong sự thật, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1952, được 68 tuổi. Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, khẩu hiệu Chạy lòng thương, chức vụ Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Nguyên Giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952, được 68 tuổi. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, khẩu hiệu Hãy theo thầy, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952, được 68 tuổi. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, khẩu hiệu Tựa vào lòng Chúa Giêsu, chức vụ Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1953, được 67 tuổi. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, khẩu hiệu Mang vào mình mùi chiên, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Vinh, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, được 67 tuổi. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, khẩu hiệu Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953, được 67 tuổi. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, khẩu hiệu Hiệp thông, phục vụ, chức vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, giám quản tông tòa giáo phận Phát Diệm. Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953, được 67 tuổi. Đức cha Toma Aquino Vũ Đình Hiệu, khẩu hiệu Ngài yêu họ đến cùng, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954, được 66 tuổi. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, khẩu hiệu Hãy ra khơi và thả lưới, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1954, được 66 tuổi. Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, khẩu hiệu Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955, được 65 tuổi. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, khẩu hiệu Mẹ và Mục Tử, chức vụ Giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955, được 65 tuổi. Ba
39, Đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, khẩu hiệu Trời mới đất mới, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, nguyên Giám mục chính Tòa giáo phận Đà Nẵng, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1956, được 64 tuổi. Đức cha Kinh Sơn Nguyễn Văn Bản, khẩu hiệu Hãy bước theo thần khí, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Ban Mê Thuột, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1956, được 64 tuổi. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, khẩu hiệu Đến với muôn dân, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Đà Nẵng, nguyên Giám mục chính Tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1957, được 63 tuổi. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, khẩu hiệu Hợp nhất trong đức tin, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Phan Thiết, nguyên Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1957, được 63 tuổi. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, khẩu hiệu Ngài phải lớn lên, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Phú Cường, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958, được 62 tuổi. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, khẩu hiệu Phục vụ trong niềm vui và hy vọng, chức vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, giám quản tông Tòa giáo phận Hải Phòng, nguyên Giám mục chính Tòa giáo phận Hải Phòng, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960, được 60 tuổi. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, khẩu hiệu Này con đây, chức vụ Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962, được 58 tuổi. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, khẩu hiệu Thầy ban cho anh em bình an của thầy, chức vụ Giám mục giám quản giáo phận Hưng Hóa, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1965, được 55 tuổi. Giám mục người Việt Nam phục vụ ở nước ngoài. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt, khẩu hiệu Hãy đi giao giảng cho muôn dân, chức vụ Nguyên Tổng giám mục sứ thần Tòa thánh Sri Lanka, Nguyên Tổng giám mục sứ thần Tòa thánh Costa Rica, Nguyên Tổng giám mục sứ thần Tòa thánh Cộng hòa Trung Phi, Nguyên Tổng giám mục sứ thần Tòa thánh Togo và Benin, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1949, được 71 tuổi. Đức cha Tô Ma Nguyễn Thái Thành, khẩu hiệu Thiên Chúa hằng hướng dẫn tôi, chức vụ Giám mục phụ tá giáo phận Oran, Hoa Kỳ, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1953, được 67 tuổi. Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, khẩu hiệu Đứng vững trong Chúa, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Kamloops, Canada, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957, được 63 tuổi. Đức cha Kinh Sơn Nguyễn Văn Long, khẩu hiệu Hãy ra khơi, chức vụ Giám mục chính Tòa giáo phận Parramatta, nguyên Giám mục phụ tá Tổng giám mục Melbourne nước Úc, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961, được 59 tuổi.
5. Đức cha Kinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, khẩu hiệu thầy ở cùng các con, chức vụ giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto, Canada, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1966, được 54 tuổi. Đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đức cha Marek Zaleski, khẩu hiệu Chúa Kitô ánh sáng ban sự sống, chức vụ tổng giám mục sứ thân tòa thánh tại Singapore, tổng giám mục đại diện không thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Nguyên tổng giám mục sứ thân tòa thánh Zimbabwe, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963, được 57 tuổi.